Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và những con số gây đau lòng. Thời gian diễn ra là 4 giờ 17 phút sáng ngày 6 tháng 2. Địa điểm là gần Gaziantep, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 125 dư chấn sau trận động đất đầu tiên. Độ sâu tâm chấn 17,9 km. Số người bị thương là 38.000 người. Thiệt hại nhân mạng của ngày hôm đó là hơn 7.900 người, trong đó có 5.894 nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và 1.932 nạn nhân ở Syria. Hơn 5.000 tòa nhà sập hoặc hư hại, thiệt hại lớn đến cơ sở vật chất, đường xá, sân bay. Hàng trăm gia đình kẹt dưới các đống đổ nát. Hơn 380.000 người trú ẩn tại các cơ sở của chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nỗ lực giải cứu, hơn 8.000 người đã được cứu từ các đống đổ nát. Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai gần 60.000 nhân viên cứu hộ tìm kiếm, gồm nhiều tình nguyện viên, 14 quốc gia gửi viện trợ cứu hộ, 45 quốc gia đề nghị gửi hỗ trợ, 500 tình nguyện viên của Bác sĩ Không Biên Giới, 1.400 nhân lực ứng phó khẩn cấp của NATO có mặt. Dự đoán về hậu quả, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Số người thiệt mạng có thể lên đến hơn 20.000 người, thiệt hại kinh tế ước tính đến 10 tỷ đô la. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí địa chất rất nhạy cảm với động đất và đã ghi nhận được nhiều trận động đất lớn nhỏ trong hơn 100 năm qua. Trận động đất ngày 6 tháng 2 năm 2023 là lớn nhất kể từ năm 1939 tới giờ.